Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với channel của mình, channel của Jimmy. Rất vui vì hôm nay chúng tôi được gặp nhau với những clip thì chung thì dạo này mình cũng khá là ít làm clip thôi anh em ơi. Dạo này mình khá là bận, với lại cũng khá là mệt nữa. Sức khỏe không cho phép, với lại điều kiện không thuận lợi cho nên là mình rất là ít ra clip, anh em thông cảm mình nha. Nói chung thì bữa nào rảnh thì mình sẽ làm clip. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng ra clip cho anh em. Đây, nên mình sẽ trở lại với series gọi là series sau ạ. Thì mình đang có mặt tại nó sắm play nên mình sẽ vô một cái con ạc của một bạn này gửi cho mình. Cũng ạc này thì cũng mỗi lần có gì mới thì mình sẽ đều sau. Cái này thì mình cũng sau như 2 3 lần rồi, giờ mình sẽ vào luôn nha. Server là 16 Duva, ạc này mình đã sau 20 lần, 2 3 lần gì rồi. Anh em xem clip thì nhớ like video với lại subscribe đăng ký kênh hỏi cho mình nha. Ở đây lúc trước mình sau cái lần gần nhất thì chưa có min gâu, nên mình nhớ là chưa có đôi flamingo min gâu. Lúc đó chỉ là một con ạc bình thường thôi, những con tướng cũ có vẻ như là râu trắng rồi ấy. Hôm nay thì theo mình biết là có ủa mà sao mình chẳng nghe nhạc ta, hình như là mình chưa mở nhạc bên kia rồi. Ok, rồi ok, để mình chỉnh lại khung hình đó. Khúc này nó dư vãi lờ ra. Rồi ok. Lúc bước mình sau thì chưa có đâu Flaming Gull, bây giờ thì ạc này cũng đã có đâu Flaming Gull, hình như là có cả Sabo luôn rồi. Đây, Gull và Sabo. Đấy thì không biết là anh em còn nhớ không thôi. Anh em nào mà hay xem clip mình thì có thể nhớ. Còn những bạn nào không để ý thì chắc không nhớ đâu. Ạc này là tên nhân vật là Left Hand Die. Hiện tại lực chiến là 4 triệu 4. Ba số 4 đồng rất là đẹp. Cấp 130, cấp 130 mà 4 triệu 4. What? Khá mạnh nha. Mình cấp 170 mấy mới 2 triệu rưỡi. What? Biết là biết 10 số tiền là nạp rồi, con ạc này là 23 triệu 429 nghìn. Hơn 20 triệu nha anh em. Hiện tại vàng thì 14.690. Quá là nhiều vàng luôn. Thanh niên có nói với mình là đang để dành để làm sự kiện các kiểu ra điểu. Thì bây giờ cái mình phá đi anh em ơi. Mình phá 14.000 vàng cho vui. Cuộc sống mà đôi khi nó phải phá vậy. Rồi bây giờ thì mình sẽ sâu đồng đội luôn, không phải sâu mấy cái lặt vặt nữa cho anh em xem cho nó đỡ bất công. Nhưng mà chính thì nghĩ chắc cũng vậy thôi. Được 4 dòng cam này, dòng này cũng sắp lên cam, sẽ kêu sắp lên cam rồi. Anh Lao này là anh Lao Revenger hả? Không phải, chỉ là Lao bình thường thôi anh em ơi. Lao Revenger thì xung quanh người sẽ có những cái luồng điện. Ok, Buget, chơi cả Buget đấy, 4S luôn. Bon Cop thì vậy là chắc là đồng đội cùng bắp thôi. Và Flamingo chúng ta thì 4x cộng, chuẩn bị lên 1x trừ luôn. Quá kinh cho một cuộc tình. Tiêu chiêu phòng và ma phòng là 4s hoàng kim. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Ok. Rồi, còn anh Sabo thì ma công 4s cộng cũng là chuẩn bị lên x trừ. Nhưng mà ma phòng đã lên x trừ trước luôn rồi. Quá ghê cho một cuộc tình. Về trái quỷ thì những cái trái bình thường thôi, những cái trái ô dịch, những cái trái này thì mình đã sâu từ trước rồi, không có gì đặc biệt cả. Chung thì đồng đội mình chỉ sâu như đó thôi, có thêm đồng đội mới là Mingo và Sabo mình chỉ sâu đơn giản thôi. Còn lại những cái đồng đội cũ thì không có gì để nói. Tinh bàn thì tài đặc này cũng đang chơi tinh bàn, là tinh bàn thiên kiếm giả. Ok, tinh bàn bảo thạch, bảo thạch với một viên 9 sao. Mình nghĩ là Min Gâu với Sabo chắc cũng phải có chứ nhờ. Đây có viên tuyệt chiêu này. Ở đây thì có ủa cái gì? What? Đây là viên thần thạch mà. Cái này hiện tại đang level 4 nha anh em. Kinh nghiệm của nó như là hơi trâu đấy. Nâng mới lên cấp 4 thôi, bây giờ muốn lên cấp 5 cần tới 400k kinh nghiệm. Ôi giời ơi. Vật phòng cộng được 12% này. Ui ngon đấy chứ nhờ. Ngon anh em. Những cái viên thần thạch này, đây là thần thạch Lăng Thiên. Thần thạch Lăng Thiên mình không biết là thần thạch gì nhưng mà nó khá là ngon. Hiện tại là viên này là 400k. Ôi ôi. Hiện tại là anh em thấy cái viên này là nâng lên cấp 40 46 là nó tốn 1 triệu 6 không? Mà viên này mới lên cấp 5 thôi tốn 400k. Rồi ok. Về tinh linh thì vật này có Verona. Đây là con Draco này, có cả Lucifer luôn, nói chung là đầy đủ. Tinh linh đầy đủ, cái này rất thiếu như là Đinh cũng có này, Berry, cái này là thiếu 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 con Lesia thôi, thiếu Lesia.
Rồi còn con có một con, có một con tím tím nữa, mình không nhớ là con gì, con đó là con, nó là con gì mình không nhớ là con gì à, tím tím mình nhớ có cùng con tím tím, cứ con tím tím nhỏ nhỏ giống như con kia ấy mà mình quên mất rồi. Rồi hiện tại phó bạn thì tại bạn là đây đến, ui cái gì đây, đây là phó bạn 100 bạn à, hơi tiếc nha anh em, hơi tiếc là tại vì điều kiện không cho phép cho nên là chỉ mới cấp 130 thì chỉ đi đến phó bạn 130 thôi. Nếu không mình cũng rất là muốn xem mặt lại đánh những phó bạn cao cấp như bên đặt của mình. Bên đặt của mình thì nó đến những phó bạn trâu chó rồi. Rồi mình sẽ đánh thử một con cho anh em xem quanh hít là thế nào. Này thì quanh hít thôi anh em ơi, sát thương gây ra thì rất là nhiều luôn. Tại vì bọn này đối với so với 4 triệu mấy mà đi phó bạn này thì quá là tép riêu. Đấu trường thì hiện tại đang là xếp top 9 nha anh em. Mạnh thế này mà vẫn có nhiều người mạnh hơn nữa nhờ. Đây là anh top 8, đây là Zodiac à. Thấy quen quen anh em, hình như server này, server của mình hay sao ấy. Vậy là top 8 là Zodiac à. Vậy cả Zodiac. Zodiac này tới 7 triệu lần. À vậy là mình, nếu mình xem server là sẽ có mình luôn anh em. Đây, mình đẳng cấp là 248. Thì thấy là top 9 này, danh vọng 162. Úi dồi cái này cao vậy là chỉ có được cái đấu trường top 9 thôi, còn lại là mấy trăm không à. Đây mới đấu trường mình, các bạn xem 4 máy là sẽ có mình nha. Ô ngon. 40 nè, 40 chắc chưa có, 4 máy mới có. Đâu mình đâu. What? Sao mình vẫn chưa có nhỉ? Tại không lẽ mình bị tuột hạng rồi sao? Đây nè, mình 51. What? Cuộc sống này. Sao mình lại rớt hạng nhiều thế này? What the hell? Ok. Rồi ok, nói chung là giờ mình không biết đánh cái gì để so sánh được sức mạnh đây anh em ơi. Phó bạn thì nó đã mát con mẹ nó rồi, không có cái gì để đánh cả. Đấu trường thì thực sự đánh những thanh niên tay to này là sao mà thắng nổi. Cái này là thách đấu với Mr. Gương mà còn thua đây nè. Thanh niên Mr. Gương này top 10 mà còn thua đây nè, thì làm sao đánh top 8 được. Mình sẽ đánh thử với top 11 xem sao. Top 11. Ui, lao kì bên giờ. What the hell? Ôi giời. Ôi cuộc sống thiệt chứ. Cái này do điều kiện thôi anh em. Điều kiện cho nên là cái đất của mình nó được nuôi theo kiểu suy dinh dưỡng quá. Mới có 130 à. Còn mấy thanh niên kia 180 mấy. Sao đó. Các bạn nhìn nguyên vàng này nè, 185. Cuộc sống sô đãi thiệt chứ. Tóc cao thì phải đụng độ thanh niên mặt phật bự thôi anh em ơi. Mình nghĩ so với cái này thì mình nghĩ là do mấy thanh niên không thèm đánh đấu trường. Chứ nó không thì mình nghĩ cái con ặc này chắc nó cũng xếp hạng hơi cao đấy. Thiệt luôn anh em ơi. Nếu anh em xem về đấu trường thì anh em có thể thấy ở đây là, đây, từ top 11, ý mình nằm top 9 đúng không, từ top 11 cho đến top 20 nè, toàn là 185 thôi. Có một thanh niên này có 131 à. Đây này chấp công 154, còn lại là 185. Mình nghĩ chắc chắn 185 đó là mình đánh không lại đó. Chắc là mấy thanh niên lười đánh đấu trường đó anh em, cho nên là mình mới được lên hàng như vậy. Úi giời ơi. Bây giờ thì cấp 130 à, cho nên là không có đủ cấp để đánh mấy cái phó bản cao cấp hơn, cho nên là thực sự là hơi thua rồi anh em ơi. Giờ mình không biết đánh cái gì luôn. Phó bản ác mộng thì cũng chỉ tới đây thôi. Cái này 135 này, mình sẽ test thử cho anh em coi. Nó hơn tới mình với 3 5 cấp. Mình sẽ đánh thử cho anh em xem. Ok, mặc dù hơn mình 5 cấp nhưng mà mình cũng chỉ là quanh hết. Úi, tên đi sống lại đánh mình à. Xem lại coi. Tên đi sống lại đánh mình này. A đu, tên đi liều. Ghê đấy. Đúng thiệt, thằng đen nói với mình là không có gì để nói thì đúng là không có gì để nói thiệt luôn. Bây giờ mình sẽ vào những cái độ chế độ tẩy cho anh em xem nha. Ok. Sau hoặc là anh em nói mình phải sau toàn bộ cho nên là mình phải cố gắng sau nhiều cho anh em xem. Đầu tiên là cái này là của nhân vật chính. Của nhân vật chính thì báu vật nó cũng hỗn loạn thôi anh em, không có câu full nữa. Thậm chí là chưa tẩy nữa. What the hell? Đây là hoa Keep You. Ok, cái này là giày cao gót Hancock. Giày cao gót Hancock. Giày cao gót cũng chưa tẩy luôn. What? Đây là váy của công chúa Ly. Mấy đứa này là mấy đứa trong nhân vật của anh Bi không nhờ?
thắt lưng đầu lâu này là của ai anh em? Thắt lưng này của Orat không hay là của ai? Anh em có thể comment cho mình biết là thắt lưng đầu lâu này của ai nha. Thắt lưng đầu lâu này của ai? Đây là bom mã ki gì đây? Chắc này của Bugi nè anh em. Nghĩ cái này chắc là của Bugi tại vì nó có biểu tượng Bugi này. Đây là vòng Okama này mình lại không biết của ai. Vòng Okama này là của ai anh em? Anh em thấy comment cho mình biết nha. Bên Lào thì chúng ta có lệnh treo thưởng Blacklist cấp 130 cho nên là chưa có bốn vật để mang đây mà. Mình nghĩ phải 140 trở lên. Bốn vật râu đen rồi đấy, là phải 140 trở lên mới mang được. Thậm chí bây giờ không có tẩy luyện gì luôn. Ôi ôi, thế mà mạnh thế nhờ. Mình có khi là cần phải học hỏi thanh niên này để có thể làm mạnh thế này đấy anh em. Ok, mình sẽ học hỏi. Mình không biết là lực chiến tăng được còn nhờ cái gì, chứ bốn vật là bạn ấy thua mình rồi. Bốn vật là cái đích này thua mình rồi đấy. Nhưng mà những cái gì đó hơn mình nhờ, có thể là bảo thạch hoặc là có thể là rèn đồ đấy anh em. Đấy, mấy anh em này rèn đồ khá là chất, sabo các kiểu ngon nhờ. Ôi thằng sabo này có tới mấy viên bảo thạch 9 sao luôn thì phải. À sabo này có tới 5 viên lận anh em ơi, nãy mình quên để ý 5 viên lận. Ok, cho nên bóng vật thì mình không có gì để nói nha anh em, tại vì bóng vật cũng là hỗn loạn thôi, chưa có mang bóng vật ngon. Bây giờ mình sẽ đến với trận hình. Trận hình thì chúng ta có tẩy luyện như thế nào đây? Đây thì bạn ấy tẩy luyện về cũng là tím hết này. Tuyệt chiêu thiên phú được một cái, ma công thiên phú. Ok, sát thương đánh nộ 1.1% là một cam nè anh em. Ok, tôi có tẩy luyện gì nữa anh em? Tẩy luyện bảo thạch có luôn đúng không? Cho anh em xem hết luôn. Đây tẩy luyện bảo thạch thì bạn ấy cũng không thèm tẩy luôn. Ủa này có này có này có này. Phòng thủ thôi. Nói chung là không tẩy nhiều. Có mấy viên đặc biệt thì bạn ấy tẩy thôi. Đây vật công phần trăm này, sức mạnh phần trăm này. Đấy, ngon, khá là ngon. Ngon, vậy là ngon rồi. Ok, tuyệt chiêu phần trăm, tẩy cái này thì như có thể dùng để tinh hoa này anh em, có thể dùng tinh hoa để tẩy hoặc là dùng vật phẩm tẩy. Vật phẩm thì chúng ta sẽ tốn những cái viên lôi vân phách, cái gì thiểm linh phách rồi đấy. Mấy viên này thì anh em cũng đã biết rồi đúng không, mình không cần phải nói nhiều nữa. Ok, có còn gì không, mình nói luôn một thể này. Khắc ấn thì anh em có muốn xem hay không? Đây 43 hết này, cũng 43 hết này. Cái viên ma khí không liên quan nên là không làm. 43 hết này, đa số 43 hết hay là 43 là full rồi ta? Không lẽ 43 là full rồi ta? Bọn có thể tẩy nữa nè anh em. Ủa, hình như là hết rồi. À, vậy là 43 là mát của mẹ rồi anh em ơi. Ồ, hiện tại thì vẫn chưa cập nhật thêm update mới, chứ nếu update mới mình nghĩ sẽ có thêm đấy. 43 là cái thá gì đúng không anh em? 43 là cái thá gì? Rồi, ok. Hơi tiếc một chút là tại vì đã cấp hơi nhỏ anh em, cho nên là đánh với các bạn cao cấp không có được. Đánh với các bạn cho 30 cho 31 là hết cỡ rồi. Chứ tướng đồ mạnh các kiểu thế này mà 4.4 anh em ơi, đánh dư sức hoài các bạn cao cấp hơn. Nhưng mà cấp nhỏ quá chịu thôi. Rồi thôi được rồi. Hôm nay mình định làm nhiều thứ hơn nữa nhưng mà rất tiếc là cấp độ không đủ. Thôi thì mình sẽ cố gắng chờ đợi thêm về những phần sau, mình có thể làm những cái điều đặc biệt hơn, đánh với những cái con boss mạnh mẽ. Cảm ơn em rất nhiều theo clip mình, nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh cho mình, ủng hộ mình nha anh em. Rồi ok, anh em có thắc mắc hay là có đóng góp gì thì nhớ để lại comment cho mình sẽ đọc comment của anh em và làm theo yêu cầu comment của anh em. Rồi ok.